Hello các bác, hôm nay em nhận được cái bo mạch ghế Sun Tem 302 này. Đấy, bác sĩ bảo nó bị lỗi, nhìn lỗi gì nổ con LM317 không nọ em. Chuẩn đoán bệnh qua điện thoại rồi. Phải rất là cẩn thận à, bo mạch. Kẹp cho hai cục mút nữa. Nổ ICLM317 các bạn ơi. Thay một loạt dơ le luôn này. Sao lại câu dây một loạt này? Chắc nổ con này. Đây. Ôi này nhổ ra lại còn mẹ đứt mạch này. Sáng mai 7 giờ có mặt đấy. Làm gì làm. Tháo cả 7805 ra làm gì đấy không biết. Đâu sửa nhỉ? Chắc có con IC nào à, con dơ le nào có vấn đề thì nó mới nổ 317 này. Thợ đào dơ le chán thật. Nổ 317 thì chắc là Israel nó phải có vấn đề ha. Ôm. Bốn mươi ôm sao con này ra đây 40 ôm 40 ôm này 40 ôm này 40 ôm sao nó lại để nổ ít nổ ồn áp chết chết thế ta.
Sáng quá. Thay mới quần áo. Mấy này chắc câu bị câu dây bị đứt ngầm thì phải. Này bị đứt ngầm rồi. Đứt ngầm thở mấy câu dây vào thôi, còn đâu là nổ ổn áp, có thể là nó nguyên nhân khách quan gì đấy thôi. Cắm lại ổn áp chắc không. Mà hoàn không tốt thì nhiều khi có thay xong linh kiện thì không biết nó hỏng ở đâu cơ á, tại vì là lúc mình rút nó sẽ đã bị đứt ngầm rồi, đối với mạch hai lớp ba lớp rồi. Muốn thay linh kiện xong mà nó chạy te te rồi. Trước tiên là mỏ hàn phải ok đã.
Nhà bên này nhà cấp 2. Thì ông cứ bảo đấy, bảo là em thì thấy ít, em cũng có, em cũng không mấy mà sáng nay đi vào thấy đông người, hỏi lại bảo phải người ở đây. À. Đấy. Chắc ok. Tụ không phòng không phết gì. Có hỏng. Phút con trô là con nào đây? Test lại nào. Phút switch. Chân B thứ hai đây. Lên này, xuống này.
Ok rồi. Chân bi. Nào. Một này. Đây, chân này chân trụ lên xuống. Nào. Ok. Chết mỗi ổn áp thôi, nhưng mà không phải là do dưa lê hỏng. Do yếu tố điện đóm nhập nhèm. Nó nổ áp thôi. Thay luôn con cầu chì này đi. Chì này cùi hết rồi. Ai lại nối cầu chì như này bao giờ? Chết tôi không? Chì 5A. Túi này không có con bé này sao? Ok rồi các bác ạ, mạch đã hoạt động ok nhé. Này là nổ con LM 317, nhưng mà con này là ổn áp 24V cho dơ le thôi. Tưởng là có con dơ le nào hỏng nhưng mà không không có. Này, nguyên nhân do điện đóm nó nhập nhèm là nó sẽ nổ con này thôi. Thay con IC đi là xong. Cái này trước thợ nào cũng đã thay dơ le này, thay do mỏ hàn không tốt cho nên là rút nó bị đứt ngầm nên là phải câu dây thôi các bác ạ. Này lắp vào trả cho khách hàng, bệnh này đơn giản quá, không phải suy nghĩ nhiều, đã thay rồi, đã xong rồi. Ok, xong. Ok, xong rồi các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nha.